Anh em vừa ra đến hồ này, nhưng mà cái hồ này bây giờ bẩn quá rồi, không thể câu được anh em ạ. Đây, cá chết nổi này, còn đây là xác lợn này, là xác người này, thối inh lên anh em ạ. Đấy, thối inh ỏi. Ở đây thì nước đen xì luôn này anh em ạ, nước nó đen xì, nó nổi váng lên này, chịu không câu được, bẩn lắm anh em ạ. Vẫn thấy có tăm trôi ở bên dưới này, vẫn thấy có tăm cá, chưa làm thính nhưng mà nhìn dưới là thấy tăm cá nó đi này, vẫn có cá nhưng mà nước bẩn lắm anh em ạ, nước này câu về cũng không ăn được cá. Thôi mình đi cái hồ khác vậy, chỗ này chịu anh em ạ, này không 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 ổn, không câu được.
Rồi thả mồi xong rồi anh em nhá. Rồi bây giờ ngồi triển thôi. Hồ câu này 150.000 anh em nhé. Bắt gấp 3 cái hồ lúc đấy. Trộn mồi trôi mè, nhưng mà ở cái hồ này thì nó không có cá mè, nên là có mỗi cá trôi. Nên là cuối cùng hy vọng là mỗi trôi. Thì hồ này nó có chép mấy cá trôi nha anh em nhé. Chép mấy cá trôi thì trộn trôi mè thì chắc là chỉ ăn trôi thôi, may ra thì được con trôi đấy. Khai trương cái thùng thính có móm thì nhỏ đấy. Xem cái quả nào anh em nhá. Tưởng không oi nhưng mà hôm nay vẫn oi không tưởng. Rồi anh em nhá, kết quả sau như nào thì mình báo cáo sau với anh em. Giờ ngồi rình mò đó, giờ khoảng cũng gần 5 giờ chiều đến nơi rồi anh em ạ. Nhưng mà vẫn oi lắm. Gần 5 giờ chiều rồi, 4 rưỡi, hơn 4 rưỡi. Gọi là 4 rưỡi đi. 4 rưỡi làm thính xong nha anh em nhé. Ở đây 150.000 một ca. Đấy, anh em xem này, câu đầu cần này. Bây giờ buổi chiều thì mình xuống khoảng sau đây nó phải 4 rưỡi rồi. 4 rưỡi 5 giờ, 5 giờ. 5 giờ thì mình ném thính bây giờ hơn 7 giờ rồi. Hơn 2 tiếng rồi chưa thấy chạm gì. Không phải là không chạm mà mình giật bong mất một con. Bong mất một con và được khoảng chục con rô phi ấy, toàn bằng ba ngón tay thôi. Thì mình không có quay phim, tại vì hôm nay đây anh em nhìn là cả hồ này chỉ có một mình ngồi câu thôi. Buổi chiều lúc mình xuống thì có mấy người nhưng mà người ta đi dê cá lóc, thế là người ta về rồi, có một mình ngồi đây thôi. Thì cái hồ này ví dụ mà được cá ấy, thì chủ hồ nó hay soi, nhưng mà bây giờ cũng chưa được cá. Tí nữa mà khi nào được cá thì mình sẽ quay phim anh em xem, mà mình đi thì có một mình thôi.
nên là cái lúc mà dòng cá thì rất chi là đáng tiếc là không quay phim được. Đó, ví dụ bây giờ mình mà bật máy quay lên, mình quay liên tục ấy thì dung lượng bộ nhớ nó sẽ không đủ, và nếu mà không quay liên tục ấy thì khi mà giật đóng cá thì mình dòng thì không thể mở được máy quay anh em ạ. Nếu mà đóng lăng xê thì dòng mình mở máy quay bình thường, mà đây là do câu lục anh em nhé, trôi mè, nhưng mà hôm nay mới lên được khoảng gần chục con rô phi, toàn hai ba ngón tay thôi nên mình không có quay. Rồi bây giờ bắt đầu nhá anh em, tối rồi, tối tối rồi đấy, tính ra là sẩm tối rồi đấy. Thì vừa xong lúc nãy nó bành một cái mình giật không được thì mình nghi là chép. Ở cái hồ này thì nó không có, nó bây giờ nó không có cá mè anh em ạ. Mình đánh mồi trôi, nó không có mè thì gọi là đánh mồi trôi thôi. Vừa xong thấy bành phát thì mình nghi là chép, mình không xiên cái gì anh em nhé. Rồi tí nữa mà lên hàng để mình sẽ quay phim anh em xem. Rồi hy vọng là sẽ không bị móm. Trôi mè hôm nay lên toàn chép nhá anh em nhé, con này là con thứ hai nhá. Thì chủ hồ nhà này nó hay soi mói anh em hiểu không? Ví dụ câu được nhiều nó hay ra nó soi, nên là mình hôm nay cũng không có ai đi quay phim tối cả nên nó không quay được. Đây vừa lên xong em này là em thứ hai. Con trước to hơn thì đến lúc về thì mình sẽ quay phim anh em xem. Ok anh em, Ok. thu dọn đồ về rồi nhá, hết sạch đồ nhá. Cho con cá ra. Vừa bảo ông Hoàn ra bọn mẹ. Hôm nay đồ ăn muộn. Cô hồ nhà ông mới cấp đấy, ngồi đéo bao giờ được con gì. Sáng ông Tiến ông làm ba con. Sáng cá lo ăn sớm. Này mà hôm nay em đi câu sáng chắc là ngon lắm. Sáng mà ông biết ông đánh toàn tính chép không rồi. À, được con chép ngon quá. Mẹ, con này mới là con ngon này. Con này con chép cũ này. Có một con đỏ lắm mẹ, không biết là Đây con kia nào. con to kia. Hai con anh em, hai con còn có Phi. con cái tầm rô phi này thì Chết đây. mất một con. Đây có cái tầm rô phi này thì em câu mới mấy con. Chết một con rồi Phi kìa. Con bé kia chết này. Rồi, anh em về đến nhà rồi nha. Đây anh em xem sản phẩm. Ôi trời, sướng chưa anh em? Quánh thính chưa, trôi mè dính chép. Không không thể nói là cái gì đặc trị cái gì được anh em ạ. Đúng là được rồi, anh em nào nói đặc trị nhá. Mình câu trôi mè. Hôm nay thì chỉ có dính duy nhất chép và rô phi. Cái hồ đấy thì mè, cá mè nó lại không có. Nên là cố ngồi xem có được con trôi nào không, mà làm hai con chép. Rô phi thì mười mấy con nhưng mà chỉ lấy hai con to thôi, hai con là gọi là dán được, nó chả phải là to. Thích nhất là hai cái con chép, em chép rồi. Mai lại ngắt người. Con này to hơn con kia này. Dãy này. Con này gọi là dán được, rô phi đấy gọi là dán được, không to. Hai con rô phi dán được đó anh em. Đây, em chép đây hai em này, phê không anh em? Con này hình như nó có chửa đó. Tông nhá, cỡ 42 nhá. Tại anh em mà rất chi là khó nhìn. Không biết là to hay nhỏ nữa. Mà mình thì nó chỉ cân 2 cân đây, cái này mình đoán là chắc là nó phải hơn 2 cân, chả cân. Rồi. Biết chơi cái trò gì đây?
đấy nha, trôi mè lên toàn chép anh em nhá, toàn chép với cả rô phi, cực kỳ dị luôn. Mình câu thì xem nào, bây giờ khoảng 8 rưỡi về nhà, khoảng 8 rưỡi thì mình câu chỉ tròn 1k thôi, tại vì mình được cá mà, hồ đến 150.000 nên là câu 1k, thế là mình được cá, thế là về rồi. Hẹn gặp lại mấy anh em ở các cái video sau. Anh em nào có thắc mắc gì về trộn mồi thì cứ để lại comment cho mình sẽ trả lời trong vòng 24 tiếng. Hẹn gặp lại anh em ở các cái clip sau. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh nhá, để nhận những cái video mới nhất từ Thính Câu Lục.